Chào các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn đây. Mình đang có mặt tại khu vực đường Lê Hồng Phong, ngay gần số 2 Lê Hồng Phong luôn. Ở đây là nơi tập trung nhiều điểm ăn chơi nhất thành phố Vinh. Đây mọi người thấy nhá. Only it's time for tea. Đấy, đây là một cái quán trà, trà sữa. It's time for tea. Bên này là London Entertainment, London Entertainment Skylock, Beer Club Coffee. Tầng 1 là có cà phê Beer Club, tầng 2 là nhà hàng châu Á, tầng 3 là Skylock Bar. Đấy, it's time for tea. Thời điểm này là đâu đó tầm 9 giờ tối. Đó, còn bên này này, bên này là tòa nhà thương mại City Hub. Đấy, tòa nhà thương mại này thì có Gông Cha này, tầng 1 có Gông Cha, Houston, Sogan, tầng 2 có Sogan, Sogan là đồ nướng Hàn Quốc, Houston là lẩu Hồng Kông, Gông Cha là trà sữa, và tầng trên cùng ấy là có một khu vui chơi giải trí và các phim Galaxy Cinema đó. Bên này là biết London Entertainment. Khu vực này tương đối nhộn nhịp. Một trong những cái điểm ăn chơi tương đối ok của thành phố Vinh, xem phim, uống trà, lẩu, ẩm thực các kiểu. Mấy con xe Lexus đẹp chưa? Mấy con xe chưa lấy biển không ạ? London Entertainment, The Ollie. Khu vực bên này là đường Lê Hồng Phong, có nhiều cửa hàng kinh doanh, mấy quán bia bên này này, rồi những cửa hàng buôn bán quần áo này, phong thủy Phan Gia này là vật phẩm phong thủy này. Đó, mọi người nhớ đến phong thủy Phan Gia để mua đồ nhé, mua đồ phong thủy nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, đừng quên like, comment và chia sẻ nhé.